Xin chúc mừng tư tiến sĩ Thái Thị Hoài An chuyên ngành lý luận văn học. Xin chúc mừng tư tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Anh chuyên ngành triết học. Xin chúc mừng tư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Nhi chuyên ngành ngôn ngữ học so sánh đối chiếu. Xin chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Đức Chính chuyên ngành ngôn ngữ học. Xin chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Khánh Diệp chuyên ngành dân tộc học. Xin chúc mừng tư tiến sĩ Hồ Văn Đức chuyên ngành chủ nghĩa nhân vật hiện chứng và chủ nghĩa nhân vật lịch sử. Xin chúc mừng tư tiến sĩ Đỗ Văn Hà chuyên ngành lịch sử Việt Nam. Xin chúc mừng tân tiến sĩ Dương Trung Hiếu chuyên ngành văn học Việt Nam. Xin chúc mừng tân tiến sĩ Lê Thị Kim Huệ chuyên ngành chủ nghĩa nhân vật tiền chính và chủ nghĩa nhân vật lịch sử. So sánh đối chiếu. Xin được cảm ơn tân tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan. Vâng, xin được cảm ơn tân tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan và xin mời cô đi đến chụp ảnh lưu niệm cùng các tân tiến sĩ của chúng ta. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Võ Văn Sen tiến lên giảng đài thực hiện nghi thức trao bằng với tân tiến sĩ chúng ta. Chúc mừng tân tiến sĩ Bùi Thị Lan Hương chuyên ngành sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường. Xin được chúc mừng tân tiến sĩ Huỳnh Bá Lộc chuyên ngành lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại. Xin được chúc mừng tân tiến sĩ Lê Ngọc Phương chuyên ngành lý luận văn học.
Xin được chúc mừng tân tiến sĩ Lê Thị Như Quỳnh, chuyên ngành lý luận ngôn ngữ. Xin được chúc mừng tân tiến sĩ Lưu Hồng Sơn, chuyên ngành lý luận văn học. Thưa tiến sĩ Võ Văn Sen và tập đoàn tiến sĩ Đức Trường.